Đây là đất phân lô đống chuối này. Đấy, hơn 300 căn này. Đây là đường Trương Văn Lực nhá. Đường 4 ô tô tránh nhau luôn anh chị nhá. Bây giờ mình hướng dẫn anh chị xem một cái lô đất là 141 m vuông ngang 6 tại trung tâm phường Hùng Vương, khá là đẹp, giá cực kỳ hợp lý là 2 tỷ anh chị nhá. Đây, đây là chợ 208 nhá. Đây là cái đường Nguyễn Trung Thành, còn đây vẫn là đường Trương Văn Lực nhá. Đây là chạy ra đường 5 đây anh chị này. Đấy. Đấy. Bây giờ mình chạy vào lô đất. Đấy, phía này chính là chợ 208 mình vừa đi qua. Đây là trường cấp 1 Hùng Vương này. Đấy, đây là trung tâm ủy ban nhân dân phường Hùng Vương này. Đấy, anh chị nhé. Đấy, thì mình đi vào cái lô đất. Đấy, đây là trường mầm non Hùng Vương này. Anh chị này. Thì cái lô đất đi vào ngõ 40 đường Trương Văn Lực đây. Sau cái trường cấp 2 đây nhé. Đấy, anh chị đi vào lô đất. Đây, cổng ngõ đây nhá. Đây là đường thực tế là 4 mét đấy anh chị. 3 mét. Đấy, đây lô đất đây nhá. Tính từ cái nhà này sang nhà này là 6 mét. Cái lô này là 141 mét vuông anh chị nhá. Đấy, cổng ngõ đây. Nhà khá là to đẹp long lanh đây anh chị nhá. Thì đây đây là hướng đông này. Đấy, đây là hướng nam này. Đấy, đây là hướng bắc này. À, xin lỗi, đây là hướng tây này. Đây là hướng bắc này. Đấy, lô đất đây này. Thì lô đất này thì đầy đủ các tiện ích như là gần trường, gần chợ, gần phường, gần trung tâm phường Vương, đi bộ ra được mọi thứ. Đây là một cái sản phẩm khá là đẹp và hợp lý với giá tiền anh chị nhé. Nếu mà anh chị thấy sản phẩm này hợp lý, anh chị liên hệ với anh mình. Đấy, lô đất khá là hợp lý. À, hợp lý, cái thứ nhất là hợp lý về giá. Giá là 2 tỷ mà 141 mét vuông ngang 6 anh chị nhé. Cái hợp lý thứ hai là nó gần ủy ban nhân dân phường Vương, gần chợ 208, gần trường cấp 1, gần trường mầm non, gần chợ 208, mà vị trí thì đi bộ có thể sử dụng được các dịch vụ tiện ích, mà nó nằm ở vị trí là bên đường năm mới và bên đường năm cũ, bên hai con sông, rất là đẹp. Thì sản phẩm này với phân khúc với tầm giá như thế này, đây là một cái sản phẩm khá là tuyệt vời tại trung tâm của phường Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng nhé. Đất Hồng Bàng giá hợp lý. Đấy, nếu anh chị thấy cái sản phẩm này hợp lý, anh chị hãy liên lạc với anh chị, anh liên hệ với anh Minh số điện thoại 0388832303 hoặc là 0988806016 anh chị nhé. Nếu mà anh chị chưa đăng ký thì anh chị hãy đăng ký để nhận được những cái sản phẩm mới nhất về đất, về nhà tại các quận như Hồng Bàng, An Dương, Ngô Quyền, Lê Chân. Rất là cảm ơn anh chị. Hẹn gặp lại anh chị ở những cái sản phẩm nhà đất mới tiếp theo. Xin chào.